đi, hình ảnh được chia sẻ từ một camera hành trình xe khách lưu thông cùng phía cho thấy một nam tài xế ô tô đã có hành động thiếu kiềm chế ngay giữa cao tốc. Và dù chỉ dài chưa đầy một phút, nhưng sau khi được đăng tải, đoạn clip này đã trở thành tâm điểm chú ý với nhiều cư dân mạng. Theo tìm hiểu sự việc xảy ra trên cao tốc hướng từ Long Thành Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh, khi đi đến đoạn đường qua phường An Phú, quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh, một chiếc xe ô tô bất ngờ tạt đầu và có biểu hiện lạ. Xe khách phía sau thông qua camera hành trình đã ghi lại hành động của nam tài xế xe ô tô sau đó. Cụ thể, sau màn khó dễ ngay giữa đường cao tốc, nam tài xế đi ô tô đã tạt đầu một chiếc taxi khiến người lái phải dừng vào sát giải phân cách. Ngay sau đó, tài xế xe ô tô đã bước xuống xe, lao tới thò tay vào cửa kính hành hung tài xế xe taxi. Bị chặn đầu xe và gây sự, nam tài xế xe taxi đã chậm lái xe đi. Vụ việc mới đây đã được nhiều trang báo phản ánh, đa phần người xem đều bức xúc và đề nghị xử lý nam tài xế trong đoạn clip nêu trên. Còn bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy cùng chia sẻ dưới phần bình luận nhé!